Thanh niên quận Cam gốc Việt hẹn hò qua mạng bị gài cướp và giết ở Colombia. Tăng Quyến là một gia đình gốc Việt hiện sống ở quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đang rất đau buồn nhưng hy vọng cộng đồng có thể hỗ trợ mang thi thể người thân bị giết, giả mang trong một vụ cướp ở Colombia hôm ngày 10 tháng 11 về nhà. Chị gái Amy Nguyễn mô tả việc em mình là anh Phong Nguyễn, 27 tuổi, bị giết hôm 10 tháng 11 tại Medellin của Colombia là một tội ác tàn ác và vô nghĩa trong một GoFundMe được tạo ra để giúp cho gia đình đưa thi thể Paul về nhà. Theo nội dung một bài báo trên tờ El Commercial của Peru, Paul Nguyễn đã gặp một người phụ nữ trên ứng dụng hẹn hò Tinder rồi cùng đến một hộp đêm. Sau đó Paul Nguyễn mất tích và chỉ vài giờ sau thi thể anh được tìm thấy bên cạnh một số thùng rác. Báo El Commercial của Peru đưa tin trên Reddit, Ami Nguyễn cho biết gia đình tin rằng Paul Nguyễn bị dụ đi chơi với cô gái này để rồi bị cướp khi họ lên xe cùng nhau. Thẻ tín dụng của Paul đã được sử dụng tại một hiệu thuốc, tuy nhiên theo nhân viên thu ngân, người đàn ông sử dụng thẻ không phải người châu Á. Trong GoFundMe, Ami Nguyễn cảm ơn những người đã giúp đỡ sau khi những kẻ sát nhân chọn tiền và lòng tham mà không mảy may nghĩ về cuộc sống của em trai tôi. Cô viết: Với sự giúp đỡ của những người bạn tốt bụng của Paul và cộng đồng chúng ta, chúng tôi đã cố gắng bất cứ điều gì có thể để tìm thấy Paul. Nhưng điều đó là không đủ. Tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi ước mình đã bảo vệ em tôi được nhiều hơn. Cô nói thêm rằng số tiền từ GoFundMe sẽ được dùng trang trải chi phí cho lễ tang của Paul Nguyễn. Tôi đang cố gắng đưa Paul trở lại Mỹ để tổ chức tang lễ. Paul xứng đáng được trở về nhà, được bao bọc bởi tình yêu thương, gia đình và bạn bè. Mọi đóng góp để đưa em tôi trở lại, có được một dịch vụ tăng lễ chỉnh chu sẽ giúp cho gia đình tôi giảm bớt căng thẳng và cảm thấy được an ủi. Nếu bất cứ ai có thể hỗ trợ, chúng tôi rất biết ơn về mọi sự chia sẻ. Cảm ơn về mọi sự ủng hộ. Tin mới nhận, cho tới thời điểm này thì số tiền nhận được qua trang GoFundMe là 35.660 đô la và gia đình đã quyết định ngừng nhận thêm đóng góp qua trang gây quỹ này